Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng volume trên máy tính bảng Memo Bass 8 K015 và sợi cáp nối main như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng volume trên máy tính bảng Memo Bass 8 không sử dụng được, sử dụng cũng được cũng không, chập chờn, cần một địa chỉ thay mới cáp tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên máy tính bảng Memo Bass 8, vì các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ di động cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Đối với khách hàng ở xa có nhu cầu thay mới cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng trên máy tính bảng Memo Bass 8, vì các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship cáp phím tắt bật nguồn, điều chỉnh âm lượng đến tận địa chỉ khách hàng yêu cầu, các bạn nhận được, các bạn thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn, tiện lợi. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của máy tính bảng Memo Bass 8 hàng đầu Việt Nam. Xin cảm ơn vị các bạn.